Chào tất cả các bạn. Như các bạn đã thấy thì hôm nay mình sẽ mở hộp chiếc máy cắt tóc này. Đây gọi là cái tăng đơ. Đúng gọi là tăng đơ. Model của nó là MK730. Kiểu dáng này nó rất giống với những kiểu dáng khác. Đây chắc là của thằng Trung Quốc nó nhái rồi. Giá của nó cũng cực kỳ là rẻ luôn. Nó chỉ có gần 80.000 thôi. Mình nhớ không nhầm thì những cái sản phẩm cùng loại mà kiểu dáng như thế này có giá khoảng 4 đến 500 nghìn cơ, nhưng mà cái này nó rất rẻ. Và nay mình sẽ mở hộp nó. Thực ra thì mình đã mở trước rồi. Khi mua về thì nó bọc trong một cái hộp giấy. Nhưng mà khi mình mở ra thì nó cũng đã móp méo như thế này rồi. Trên hộp thì cũng ghi khá đầy đủ những thông tin. Rồi tiếng Anh, đủ các loại tiếng. Cắt tóc này. Nhưng mà mình cắt thì thấy chỉ cắt được tóc cho trẻ con bằng mỏng rồi, còn tóc dày quá thì cũng không cắt được. Cũng có những phụ kiện như thế này, sạc rồi đủ các loại. Đây, một điều mình hơi thất vọng nhưng mà cũng đành chấp nhận thôi, bởi vì đây là một sản phẩm giá rẻ mà, đó là viên pin của nó. Nó sản phẩm thật của nó thì đây là một cái rắc áp quy là gì đó không mình cắm vào, chứ không phải là một quả pin riêng lẻ như thế này. Nhìn quả pin này đúng là thật đau lòng quá đi các bạn. Sạc cắm vào, sạc trực tiếp điện 220. Tặng một cái này gọi là cái tóc 3 phân 4 phân gì đó. Và này mình sẽ tháo nó ra xem trong nó có cái gì. Mình sẽ tháo ra. Đây có mấy một cái ốc thôi các bạn. Cảm ơn nào. Đây là một sản phẩm giá rẻ nha các bạn. Giá nó rất là rẻ. Ship về nhà hết 30.000 nữa. What the hell? Tháo cái gì đây? Không nhá, đập mạnh ra. À, có lẫy. Đây có cái này. Oh shit. Mở ra luôn các bạn. Ở đây mình thấy hai con ốc nữa. Mình sẽ tháo nốt ra. Hình như đây là một cái motor thì phải. Để mình xem nào. Motor. Come on nào. Một cái motor. Đây là cái gì đây? Lò xo. Mạch. Một cục biến thế này. Để giảm điện 220 về điện à. Chắc đây là về điện là 1,2V để sạc của pin này. Đây là cục sạc này. Đó, mạch điện vào.
một con điện trở, một con diode, một chiếc motor. Motor này khá là khủng đấy chứ. Ok, vậy là mình đã vừa tháo hết tất cả những thứ mà có trong chiếc máy sấy tóc này. Đây là bộ phận lưỡi cắt của nó. Đây. Mình phóng to cho các bạn xem ha. Khi motor quay thì cái trục này nó lệch này, nó quay và nó sẽ đẩy bên này, đẩy chiếc lưỡi cắt này sang này bên kia. Rồi như thế này. Và đây nó có cái thanh gạt để điều chỉnh. Lưỡi cắt sợi tóc sẽ vào đây. Và nó sẽ gạt đứt đứt sợi tóc. Mình thấy nó không khỏe bởi vì là khi bạn cắt nhiều tóc thì nó sẽ bị kẹt lại và không quay. Do motor này có lẽ là hơi yếu hoặc là pin này nó chưa được khỏe. Các bạn có thể, chiếc motor này có thể chạy được pin 3V cơ. Nên các bạn có thể hoàn toàn kiếm những quả pin ở trong pin trong cell laptop hoặc là những quả pin khác trong sạc dự phòng chẳng hạn. Bạn có thể chế lại thì nó sẽ mạnh mẽ hơn. Còn cái này thì thực sự là nó rất là yếu, chỉ cắt được những tóc tơ, tóc mỏng mỏng của trẻ em thôi. Với giá 79k thì cũng không đòi hỏi nhiều được hơn thế. Ok, và bây giờ mình sẽ lắp lại như nào đây. Ok, motor này cần trục là khá là dài đấy. Có cần tháo luôn cái motor này ra xem không nhỉ? Tháo luôn nha các bạn. Mình sẽ tháo cái này ra đã. Luôn ra nào. Tà, khá là khủng đó. Lông tay lông chân đâu hết rồi, mình thử cho các bạn xem cái.
Oh Nói chung là cái này cắt rất là vớ tiền nào của đấy thôi các bạn. Không nên ham đồ rẻ.